Xin chào cô chú anh chị các bạn. Đây, hôm nay chúng ta đang có mặt ở đảo Nami, khu vực đảo Nami. Thì trước khi đi qua cái đảo Nami thì chúng ta đi vô nhà hàng gà nướng nha, thưởng thức cái đặc sản gà nướng. Ngày nắng rất là chói chang nhưng mà nhiệt độ khoảng 8 độ C, trời rất là mát, rất là dễ chịu. Mà có điều nắng hơi chói. Ở đây thì có cái nhà hàng tiếng Hàn nhưng mà có hình con gà. Thì đặc sản ở đây là gà nướng. Đây, mình cùng nhau vô thưởng thức nha. Rồi mình đây mình tự nướng mình tự ăn hả? Đây có salad với kim chi. Rồi, ngồi đi. Đây đi nguyên đoàn. Mình ở trong nên ngồi đây. Đây mình ăn tới đâu thì mình nướng tới đó. Nướng rồi. À, cái này cũng hệ thống hút khói ra ngoài. Giống như mấy BBQ ở Sài Gòn ha. Lần đầu tiên ăn món này cũng ăn sao nè. Thì ăn với cơm à, đây có cái thố cơm. Thố cơm thức ăn. Lúc nãy ăn cái món này gì? Lúc nãy cơm. Cơm cuộn, bây giờ lại ăn cơm trắng với lại canh với gà nướng. Cảm ơn con. Là khăn ướt hả? Đây thời tiết nó dễ chịu quá con. Dễ chịu. Ở đây đôi đũa ngộ nè. Đây đũa không có phải hình tròn mà đũa hình dẹp dẹp. Thử món gà coi. Gà này chín rồi. Wow. Có phim là theo cuốn rau. Rau. Này chấm cái gì ta? Chấm nước sốt. Này 2 ly nước hả? Nước, nước. Lần đầu tiên ăn món này luôn à? Chứ là tôi mua ở đây mà. Ô, hồi mình qua đảo bằng cáp treo hả? Không, mình qua đảo bằng cáp treo. Mình thấy nắng quá. Mình thấy nắng quá. Bây giờ là 1:30, 1:20. Là bên mình là 1:11:30. Thôi điện thoại khỏi xài. Cái đũa ở đây khó cầm à. Không quen. Đấy, đũa hình dẹp. Cái này bánh gạo này.
Không phải mực hả? Bánh gạo sao có thịt trứng mực. Đúng rồi, đúng không? À. Thêm nước sốt nó thành tteokbokki nha. Nếu mà làm hình tròn là thấy giống cái bánh còng. Là cái gì ta? Cải trắng. Rất. Đây thấy số nhưng mà không hiểu là gì. 3.000 won với 12.000 won. Mà không biết cái món này gì. Ở đây gà người ta sắt theo kiểu gì ha, không có thấy xương gì hết đó. Thử cái món kim chi này. Kim chi đây lạnh lạnh ăn ngon. Bánh gạo này nướng nó giòn giòn. Này gà phi lê nè. Chở. Hình như người ta nướng bằng microwave rồi. Để đây cho nóng nóng có màu. Không thấy cái đùi ha. Kim chi ngon, không quá cay ha, không cay. Dạ đưa bác, cảm ơn bác. Con này là gì ta? Này là hành tây. Hành tây đây ăn không có bị nồng à. Cái bánh gạo ngon. Để nướng khét khét, nó giòn giòn. Cua cải trắng á bác, cải trắng đang ngâm giấm á. Ta vô quán gà nướng gì có gà nướng thôi, không có gì khác nữa. Kim chi không có cay quá. Dạ, với lại lạnh lạnh ăn ngon quá. Là cái cải cái ớt của người ta nó đúng gốc á. Cải dày. Cải mặn giòn.
bên mình làm có để thêm gừng nữa. Đúng rồi. Nó không giống vậy. Nhưng mà mua ở mấy cái cửa hàng của Hàn Quốc cũng nó khác á nè. Rồi tạm dừng cái video tại đây nha, hẹn gặp lại của chú anh chị bạn những video tiếp theo nha. Đậu vô. Cái món này cũng lạ lạ này, ngon. Cái lại lạnh á. Cái lại đói. Mà không biết bao nhiêu tiền. Trong cái set mình nó có sẵn, mình không biết cái món này bao nhiêu tiền. Bên kia để là 12.000. 12.000 với 3.000 là 10.000, 7.000, 10.000. Nhưng mà không biết chữ. Quay tao lưng kìa. Nó lên hình ăn ảnh dữ.